chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Bích Nga rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Nối kết yêu thương. Và chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng quỹ tài trợ Vina Capital thực hiện. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Bích Nga mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh trong chuyên mục Thông tin cộng đồng tuần này. Vừa qua, Nhịp tim Việt Nam và Công ty Dịch vụ Phát triển Phần mềm Sunbite, đơn vị tài trợ phẫu thuật tim, đã đến Bệnh viện Tâm Đức thăm bé Phạm Thị Ngọc Yến, sinh năm 2003 ở Bà Rịa Vũng Tàu, là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Nhà đông con, công ăn việc làm của cha mẹ Yến lại không ổn định, nên gia đình lúc nào cũng túng thiếu. Nên dù sớm biết Yến bị bệnh tim, nhưng gia đình hoàn toàn không thể đưa Yến đi chữa trị. Bệnh tật và tai nạn đeo bám gia đình dai dẳng khi cha Yến bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến vùng đầu. Anh trai Yến cũng bị một tai nạn khác làm tổn thương gan. Con rất vui khi được mổ xong, ước mơ sau này của con là bác sĩ. Gia đình thì cũng không biết gì nói hơn, thì chỉ có biết là cảm ơn chương trình bên tài trợ thì cũng cứu sống bé, thì tôi cũng xin cảm ơn. Đoàn cũng thăm em Hờ Lê Cơ Đo, sinh năm 2002 ở Đắk Lắk. Gia đình em thuộc dân tộc Era. Cha mẹ của em đều là nông dân, làm lụng vất vả quanh năm, chỉ mong không bị đói, chứ mong gì đến chữa trị bệnh tật. 14 năm trời sống cùng căn bệnh tim bẩm sinh, Cờ Đo không tin có ngày mình được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí, nên em liên tục khóc vì vui mừng hạnh phúc. Công ty dịch vụ phát triển phần mềm Sunbite có công ty mẹ ở Hà Lan. Năm 2010, Nhịp tim Việt Nam tham dự sự kiện Ngôi làng Hà Lan để gây quỹ mổ tim cho các bé và được Sunbite biết đến thông qua sự kiện này. Please say with us the feeling when you come to the hospital, visit the children and see that they are getting healthier and better. I'm very surprised to be honest. They are looking so well. I got a good feeling from looking at them and seeing that we really helped them in the last few weeks with the operations. So yeah, I got a good feeling about it. I'm very happy. Our CSR plan will consist of doing more charity, of course. Next to the charity donating money or food or anything that people need around us, we want to focus also on the planet part. So doing a better job, saving the planet step by step, about paper, about waste management, about all the things we can do. And of course taking care of employees in a good way. Dạ, anh có thể chia sẻ là mình đã làm những hoạt động gì, mình đã có những hoạt động gì để có thể gây quỹ và cứu được hai bé Yến và lại bé Cờ Đo ngày hôm nay ạ? Với tình thương ở công ty thì mọi người trong công ty đã quyên góp một số tiền để ủng hộ hai bé. Bên cạnh đó thì cũng có sự kết hợp ủng hộ công ty để có thể hỗ trợ tim cho hai bé được tốt hơn. Và ngoài ra cũng có kêu gọi một số lòng hảo tâm từ bạn bè và những người thân khác nữa. Liên tục chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đến với những trái tim chưa thật bình yên, cùng nói về cuộc đời cũng như là số phận của em bé đang mong chờ từng ngày cuộc phẫu thuật tim có thể được diễn ra như một phép màu mang niềm vui đến cuộc sống của em. Xin được chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với chuyên mục Đến với những trái tim chưa thật bình yên. Và hiện nay những người thực hiện chương trình của chúng tôi đang có mặt tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Và trong nhà của nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta đó là bé Trần Thị Mỹ Yên và năm nay em 3 tuổi. Thưa tất cả quý vị, từ ngoài đường lớn mà để có thể đi vào đây cũng phải đi một cái chặng đường khá là dài. Và qua cái chặng đường dài đến như vậy thì chúng tôi vào đến nhà của bé Yên thì mới được hay tin là ngày hôm nay mẹ của bé là công nhân may và phải đi làm thì không có thể nghỉ được. Hiện nay ở nhà thì chỉ có bà ngoại và chỉ có ba của bé Yên thôi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những người có thể nói là đã nuôi nấng và chăm nom cho em trong suốt 3 năm vừa qua với rất là nhiều lần ra vào viện. Cho con hỏi là có phải là bé Yên bà nuôi rồi bà chăm là chính không? Dạ đúng. Từ bé mới sinh ra thì cô nuôi rồi. Tới giờ nó 3 tuổi rồi. Rồi qua cái quá trình bà nuôi rồi chăm nom cháu như vậy thì sức khỏe của cháu bà thấy nó như thế nào? Nói sức khỏe của bé lúc là từ 2 tuổi trở lên đó thì nó rất là ốm. Ốm lắm. Có thể đi bệnh viện mà tay với chân là tim không có chỗ tim. Phải tiêm lên đầu á, cũng như không có mạch nữa cô. Rồi từ cái lúc thời điểm này 5-6 tháng nay thì nó mới đỡ ra.
nó ăn được. Chứ còn lúc đó là nói chung nó ốm như lắm ốm. Con nhìn là xương với da không. Nhưng mà bé mình biết bị bệnh tim khi nào? Biết hồi lúc mới sinh ra tuần lễ. Tuần lễ cái nó bị sốt. Rồi sốt xong rồi cái nó bị tiêu chảy nữa. Rồi cái cô mới đem ra bên Khoa Nhi Cần Thơ mình đó. Cái rồi Khoa Nhi mới nói hồi giờ là cô đem cháu đi siêu âm tim đi. Con thấy trường hợp nó hơi lạ. Cái cô mới đem qua bên Vạn Phước á, siêu âm. Siêu âm xong rồi chụp hình phổi rồi luôn. Đủ thứ nói chung là khám tổng quát luôn. Người cô mới đem qua bệnh viện Khoa Nhi đó cho người ta xét nghiệm máu rồi là điều trị nó luôn. Lúc đó là nó nằm ở ngoài là nửa tháng đó. 7 ngày sinh xong. Rồi nằm bệnh viện là 1 tuần là 2 tuần mới về. Người trong khi về đó con thấy mới con tháng cái gì. Rồi ngay chân cái ngày đầy tháng đó cái là xong ngày đó cái bệnh viện nữa. Nói chung là tháng nào cũng đi hết. Tháng nào cũng phải ra vào viện mà ít nhất là nửa tháng đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ con thấy nhìn cổ cũng rất là bụ bẩm và dạ. cũng rất là tinh anh, rất là lanh lợi. Con tên gì? Con tên gì con? Nói cô nghe coi. Con tên gì? Con tên gì con? Con tên bé Yên. Bé Yên có thương ba không? Có. Bé Yên có thương mẹ không? Có. Bé Yên có thương bà ngoại không? Có. Rất là dễ thương, rất là lanh. Bên Nga được biết là hình như là bố của bé Yên là cũng vừa mới bị tai nạn giao thông đúng không anh? Dạ, hiện nay thì mình đang làm nghề gì rồi thu nhập gia đình mình như thế nào? Em đi làm công là đi rửa xe đạp với gắn gỗ rồi cho người ta đó. Cho nên là thu nhập thì tháng cũng bấp bênh, tháng 2 triệu ngoài. Tại vì cái tay nó gãy gì đâu làm nặng được đâu. Rồi ba mẹ biết là con bị bệnh tim bẩm sinh nhưng mà có bác sĩ hoặc là đã có ai nói là phải mổ và chi phí cuộc mổ bao nhiêu mình có biết không? Đó bác sĩ Ngọc nói mổ là phải 100 mấy đó mà làm đâu có tiền đâu. Rồi hai vợ chồng có bàn với nhau là mình phải tìm cách nào cứu con không? Có không nhiều lắm nhưng mà không có tiền. Nằm đêm suy nghĩ cũng khóc bù. Con mình ta thì được, nấy con mình mới đứa đầu mà nó bị như vậy. Chúng ta hiểu là cái cuộc sống thường ngày nó cũng đã vốn rất là khó khăn rồi, huống hồ là có thể đủ một cái số tiền lớn như vậy để mổ tim cho con thì quả thật là khó khăn lắm. Cái sự mà mổ được con mỏng manh lắm cô. Nói chung là nếu bằng cả đời chắc cũng không mổ được. Tại vì hai vợ chồng thì đứa thì cũng sức khỏe thì nhỏ, mẹ nó thì đi làm cũng thấy cũng không có sức khỏe đầy đủ nữa. Khi thì cũng bệnh hoạn nhưng mà cũng ráng đi làm thì uống thuốc rồi đi làm. Bên Nga thấy trong nhà cũng có một vài cái giấy khen mẹ của bé đúng không? Lê Thị Thu Hoa là có thành tích đóng góp trong hoạt động nhân đạo. Tức là trước đây cũng đã đi giúp đỡ những người khác rồi đúng không? Đi nấu cơm trong tổ nhân đạo đó. Đi làm trong tổ nhân đạo ở bệnh viện thành phố Cần Thơ. Tức là cũng đã có cái tấm lòng và cũng chia sẻ giúp đỡ cho xã hội rồi. Và một cái điều cũng không may là cô bé này sinh ra bị tim bẩm sinh. Lúc đó ba nghe bị con bị tim bẩm sinh, ba có biết tim bẩm sinh là gì không ba? Em cũng không biết, nếu mà hỏi bác sĩ kỹ thì bác sĩ nói là cái tim nó bị hở. Nếu mà không trị sớm là nuôi nó không được. Lúc đó cũng hết biết nói gì. Em cũng cậy nuôi tới đâu hay tới đó, chứ mình lo được nhiều lo chứ. Không biết nó sống hay chết cũng không biết được. Lúc đó thì cũng gầu lắm. Tới giờ nói gì cũng mừng. Nhưng mà lo đi bác sĩ Ngọc nói cần gắng làm để mổ cho nó sớm sớm cho nó khỏe. Chứ để lâu dài khó khăn lắm. Thì em cũng gắng nhưng chứ không biết sao hôm nay nói. Qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy là cô bé mới có 3 tuổi thôi nhưng mà cũng rất là nhạy cảm đúng không ạ? Và chúng ta hy vọng là có thể làm được gì đó còn kịp và còn đủ thời gian để có thể cứu lấy cô bé 3 tuổi, cô bé Mỹ Yên này. Bác sĩ Định có thể giúp cho Bích Nga cũng như là gia đình cũng như khán giả hiểu thêm là hiện nay bé Yên đang bị chứng bệnh tim bẩm sinh gì và cái khả năng mổ hoặc là cái khả năng chữa trị trong thời gian sắp tới như thế nào? Bé Yên bị một cái chứng tim bẩm sinh khá thường gặp là thông liên thất, là giữa hai buồng tim bên phải bên trái có một cái lỗ thông. Thì trường hợp bé Yên nó hoàn toàn ngược lại với trường hợp bé Anh trong số trước. Của bé Anh thì máu lên trên phổi không đủ cho nên cháu bị tím.
Còn đối với bé Yên thì ngược lại, máu lại lên phổi quá nhiều và nó gây cái tình trạng là tim bị suy và làm cho áp lực mạch máu phổi tăng rất là cao. Thì khi bé còn nhỏ đó, áp lực mạch máu phổi nó chưa có tăng nhiều, bé dễ bị sụt cân. Do mình suy tim cho nên bé nó phát triển nó sẽ chậm hơn, dễ bị ho, dễ bị sốt. Nhưng mà gần đây thì bé lại giảm bớt những triệu chứng đó. Thì cái việc mà giảm những triệu chứng của suy tim và nhiễm trùng hô hấp, đó là một cái triệu chứng nó báo động đối với bên chuyên môn chúng tôi, bởi vì chứng tỏ là cái áp lực mạch máu phổi nó bắt đầu nó tăng cao lên rồi. Thì mình nhìn đó mình không nghĩ là cái triệu chứng đáng mừng, mà thật ra là triệu chứng đáng lo. Trên siêu âm tim thì lại phát hiện thêm cái hở van ba lá, nó cũng trùng hợp với cái việc áp lực mạch máu phổi nó bắt đầu nó tăng cao. Trường hợp của bé nếu mà tốt hơn thì chúng ta sẽ mổ khoảng thời gian từ 1 tuổi hoặc là dưới 1 tuổi cho tới 2 tuổi. Đó cũng là một cái phẫu thuật đơn giản và cho kết quả rất là tốt. Còn tại thời điểm này bắt đầu có tăng áp phổi rồi, đó là cái chỉ định để chúng ta phải làm càng sớm càng tốt. Tuy là cái mức độ phức tạp của cuộc mổ cũng như sau mổ nó có tăng hơn, nhưng vẫn là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể phẫu thuật được. Thì chúng tôi cũng đến Cần Thơ chung với đoàn đã nhiều lần rồi, mỗi năm đều đến 2 lần. Rất tiếc là trường hợp của cháu thì gia đình lại không biết đến cái các thông tin về nhịp tim Việt Nam sớm, nên đúng là chúng ta có thể đã gặp được cháu và có thể giúp cho cháu mổ sớm cách đây hơn 1 năm. Tại thời điểm này thì kết quả mổ vẫn còn tốt và chúng tôi sẽ dự định là áp dụng cái phương pháp mới là mở đường mở nhỏ thôi. Và qua đó thì vá lỗ thông liên thất cũng như là sửa van ba lá sẽ làm cho cái cuộc mổ ít xâm lấn hơn, cái lồng ngực của cháu ít biến dạng hơn, và khi cháu lớn lên thì cháu cũng ít có những cái mặc cảm hoặc là sang chấn tâm lý như những trẻ mà phải mổ cái đường mổ lớn thông thường. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì cô Ánh, có cái cá nhân mình của anh có suy nghĩ như thế nào và có thể chia sẻ với Bích Nga được không ạ? Cái căn bệnh của cháu nếu mà phát hiện cháu từ nhỏ thì cái phẫu thuật tim nó sẽ rất là dễ. Nhưng mà đến bây giờ thì cháu đã hơn 3 tuổi rồi, thì theo như bác sĩ Hoàng Định thì rõ ràng là cái ca phẫu thuật này nó phức tạp hơn nếu mà cháu được phẫu thuật sớm. Điều này làm cho cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là trăn trở. Chương trình chúng tôi thì chúng tôi đã thực hiện cái chương trình cứu giúp trẻ em nghèo bệnh tim bẩm sinh, làm đến năm nay là năm thứ 8 rồi, mà gia đình này thì lại biết rất là trễ, thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là ái náy. Và cũng thông qua chương trình này, thông qua cái chương trình Nhịp Tim Việt Nam này, tôi cũng muốn nói đến với tất cả các phụ huynh, các bậc cha mẹ, chúng ta có con nếu mà bé sinh ra thì nên cho cháu bé đi tầm soát về tim. Nếu có thì hãy tìm đến các cái cơ sở nhân đạo, ví dụ như ở thành phố Cần Thơ thì có Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ là nơi có thể giúp đỡ các cháu mổ tim bẩm sinh. Bên cạnh Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của thành phố Cần Thơ thì cũng có chị Bích Châu là giám đốc đối ngoại của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Thì Quỹ Nhịp Tim Việt Nam sẽ tài trợ và hỗ trợ cho các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh và sẽ cùng với các cái công ty, các cá nhân khác sẽ vận động mọi người quyên góp tiền để đủ tiền cho cuộc mổ. Thì bây giờ chị Châu sẽ có đôi lời chia sẻ với gia đình của mình ha. Cứ mỗi một em, cái thời gian chờ thì mình nhân lên 3 năm là cả ngàn ngày. Có những cha mẹ phải thức cả ngàn đêm để sống trong cái nỗi lo sợ con mình mất. Cho nên đại diện Nhịp Tim Việt Nam mình luôn luôn khát khao, mong mỏi tất cả bố mẹ có con em bị bệnh tim thì cho bé đi khám. Bất cứ khi nào nghe có chương trình khám sàng lọc là đưa đi ngay cả khi chưa có dấu hiệu gì, để chương trình có thể phát hiện ra sớm nhất và cứu các em sớm nhất. Hôm nay Nhịp Tim được có mặt ở đây thì cũng đã là một cái hạnh phúc, là bởi vì mình sẽ không bỏ, em không bị bỏ quên. Có nhiều em đã bị bỏ quên và không bao giờ chúng tôi còn cơ hội nữa. Thì mong rằng tất cả những ai đã từng đồng hành với Nhịp Tim Việt Nam trong suốt những năm qua hãy tiếp tục đồng hành để cứu em bé này. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, trong lúc mà chia sẻ và trò chuyện cùng với gia đình của bé Mỹ Yên, chợt Bích Nga nghĩ đến một cái từ nó rất là giản đơn thôi, đó là từ hạnh phúc. Mà có lẽ đối với nhiều người thì nó sẽ được định nghĩa rất là khác nhau.
Riêng đối với các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh thì có lẽ là cái hạnh phúc tột cùng nhất mà họ có thể có được trong cuộc đời mình, đó là con của mình có được cuộc phẫu thuật tim, phải đánh đổi cả về vật chất, cả về vết đau, về thể xác để có thể lấy được một cái trái tim mà gần như là bình thường, mà tất cả mọi người bình thường chúng ta ai cũng có cả. Và thưa tất cả quý vị, Quỹ Nhịp Tim Việt Nam chúng tôi trong năm mới năm 2016 lại tiếp tục đi đến các chặng đường, và đây cũng là hành trình và cũng là hạnh phúc của chúng tôi khi được san sẻ, được nối kết tình thương của tất cả quý vị để chúng ta cùng chan hòa trong cuộc sống này. Và nếu quý vị có cái cảm xúc và mong muốn được đồng hành cùng với gia đình của em Mỹ Yên, mời tất cả quý vị sẽ cùng gửi khoản đóng góp của mình về cho Quỹ Nhịp Tim Việt Nam hoặc cho chương trình Nối Kết Yêu Thương của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cùng với gia đình của Mỹ Yên xin được cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, và thông qua câu chuyện hết sức xúc động vừa rồi, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị sẽ cùng chung tay quyên góp để chúng ta cùng tiến hành cuộc phẫu thuật tim cho em trong thời gian sớm nhất, để em có thể có được một tuổi thơ đúng nghĩa như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Và chương trình Nối Kết Yêu Thương được phát sóng vào lúc 10 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và được phát lại vào sáng thứ hai lúc 9 giờ sáng trên kênh HTV7. Xin được kính chào quý vị. Mời quý vị cùng đón theo dõi chương trình tuần sau, quý vị nhé. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838278787. Website nhiệptimvietnam.org.